Chào mừng tất cả những người anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Roti, hôm nay mình xin giới thiệu với đây một con game có tên đó chính là Baewy Hero dễ thương Mobile. Và chắc chắn rồi, ở phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện tại, phiên bản của năm 2024, phiên bản của Hồng Kông anh em nha. Và tuyệt vời hơn là ở phiên bản này có việc hóa và cũng như là có tính năng tăng tốc độ trong game lên gấp 10 lần. Và đi kèm với đó không thể thiếu, đó chính là tính năng slow motion anh em nha. Quá tuyệt vời đúng không nội năm ơi. Và cũng như là ở phiên bản này phần lớn cho đêm là full gift của đêm nha. Quá tuyệt vời đúng không nội mày. Thì anh em nghe cái tên thấy lẹ đúng không nội, chắc chắn là tôi thấy cũng lẹ lắm anh em ạ. Này, đúng tên của nó nha, là tướng dễ thương Baewy. Này, còn qua tôi thì tôi chỉnh sửa lại chút là thành là Baewy Hero dễ thương anh em ơi. Đấy. Rồi ok, thì nói chung tên gì đi chăng nữa thì nó cũng một cái vậy rồi. Ok. Đúng là dễ thương thiệt. Rồi ok anh em nhé. Hai rồi. Đây thì bây giờ mình sẽ rồi vô. Rồi ok, vô. Đấy, thì mình sẽ khám phá cái dòng game này nha, trải nghiệm cũng như là khám phá cũng như là hướng dẫn cho anh em tân thủ được các thứ vân vân nha em ơi. Rồi ok, và đây thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ anh em nha. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bật cái việc khó này cái nữa mà nha. Ở đây là mình tắt cái đi. Rồi thì anh em nhấn vào logo số 7 màu xanh này, nhấn vô nha. Rồi ở đây anh em nhấn vào bản dịch nha, ở tab 3 chấm này anh em nhấn vào bản dịch. Rồi sau đó anh em nhấn chọn cho tôi là dịch màn hình này nha. Rồi bắt đầu. Nãy nó sẽ hiện lên một cái logo như thế này. Anh em có thể kéo đi bất kỳ cái chỗ nào mà anh em cảm thấy nó không bị vướng. Và anh em muốn dịch full màn hình thì anh em chỉ cần nhấn vào và chờ đợi anh em nha. Nãy. Rồi ok, thì nói chung cái phần này á nó có thể rất là nhanh và có thể rất là chậm đấy nha, tùy vào thời điểm nha anh em ơi. Nãy có khi nhiều lúc nó bị lỗi gì đó, nó lâu phải cả biểu luôn này mà anh em ha, nó để dịch cho chúng ta hết full màn hình nha anh em ơi. Đấy rồi ok, thì nói chung mình cần dịch cái gì nha anh em ơi, thì mình chỉ cần nhấn vào anh em nha. Đấy, ví dụ như mình dịch ở cái phần này đi anh em ơi. Đấy, ví dụ nha. Rồi anh em ha, đấy, vùng đất được các thứ nó hiển thị ra tên tiếng Việt hết đúng không anh em ơi. Và mình quay về cái phone mặc định, nhấn vào một góc màn hình bất kỳ anh em ơi nha, thì nó sẽ quay về mặc định nha anh em ơi. Đấy rồi ok, và đây thì tiếp theo là mình sẽ vào chiến đấu luôn anh em nha. Rồi ok, đấy, nói về game Baewy là anh em biết rồi, trước khi vô trận đấu nên phải nói chuyện cái hả. Này nó nói chuyện xong cái rồi nó nói chuyện tiếp, nó nói chuyện tiếp cái đâu giờ nó lót tiếp. Đấy. Rồi tăng tốc độ lên gấp 2 lần. Đấy, ở đây thì mình có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần anh em nha. Này ở đây nha, đây tăng tốc này. Rồi mình có thể tăng lên gấp 5 lần đi. Đấy anh em thấy không, nó nhanh hơn đúng không mày. Đấy, còn tăng lên gấp 10 lần này, để nhanh vãi cá biểu luôn này mà. Đấy, nó nhanh vãi cá biểu luôn anh em nha. Đây nó gọi là nhanh vãi cá biểu luôn anh em nha. Đấy, từ cái từ phải gọi là nhanh vãi cá biểu anh em ơi. Đấy, nhanh đến mức mà nó tăng 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 ghê như vậy. Đấy, ở đây là tăng cấp 10 lần, ở đây là tăng ít 2 lần nữa là thành bao nhiêu rồi anh em ơi, có nghĩa là thành ra là thành 20 lần anh em ạ. Đấy, nên là tôi khuyên anh em nên hãy chọn cái con số nào mà anh em cảm thấy hợp lý nhất anh em nha. Đấy, chứ đừng có tăng cao quá đâu mà anh em thấy không, rất là hiếm khi nào mà tôi bật ít 10 lần lắm anh em ơi, rất hiếm anh em ơi. Đấy, vì chắc chắn rồi, về lâu về dài thì anh em cứ nghĩ đi, cái máy của anh em nó sẽ hoạt động, ví dụ như trong game đi, trong trận đúng không anh em ơi. Đấy, trong trận đấu thì nó để có tăng tốc độ lên gấp 2 lần rồi, có những con game nó có tăng tốc độ lên 3 lần đúng không, mà anh em bật lên gấp 10 lần nữa thì nó nhân 20 lần hay nhân 30 lần chung nó thiệt, và nó là thâu, phải gọi là ô về luôn mà, để cái máy của anh em nó hoạt động gấp 20 lần gấp 30 lần thì về lâu về dài anh em cứ nghĩ đi, nó hoạt động liên tục như vậy đúng không anh em ơi, thì chắc chắn rồi cái máy của mình nó rất là màu xuống anh em nha. Nên là anh em thấy không, video thì tôi review cái phần đó, tôi bật thử cho anh em coi, ví dụ nhân 5 lần khác biệt như thế nào so với 10 lần nữa mày. Nãy cho anh em coi các thứ thôi nhé, chứ còn thực tế thì mình không có bật thường xuyên nữa mày. Đấy, không bật như nữa mày. Đấy, trừ khi cái trận đấu nó lâu quá cá biểu quá thì mình thôi mình tăng lên chút cho nó nhanh. Đấy, rồi mình tắt liền nha nữa mày, chứ không bao giờ mình đỡ anh em nha. Đấy rồi ok. Rồi ok, hình như ở đây nó cho mình hoạt động tự do rồi nè. Được, hợp lý. Đấy ok nhé, nó cho mình hoạt động được tự do rồi nữa mày.
Thì bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu cách nhập mã code nha. Thứ nhất là vào avatar đi. Nếu như trong avatar không có thì nó sẽ nằm trong gói phúc lợi nào đó anh em ơi. Để mình dịch cô thử đi nha. Đây, nhập mã đồ thưởng này anh em ơi. Đấy. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhập mã code anh em nha. Thì ở đây sau khi anh em làm xong nhiệm vụ tân thủ, anh em nhấn vào avatar và anh em nhấn vào cái ô này, còn không thì mình dịch đi anh em nha. Đây, nhập mã đồ thưởng nè. Đấy, nhấn vào. À, nó yêu cầu mình lên level 10 nha. Đây mình sẽ dịch cái từ đó đi. Mình muốn dịch được cái từ đó đúng không? Thì mình kéo sát cái này lại. Nhấn vô. Đấy. Rồi này hiển thị rồi đây. Chức năng đổi mã chỉ đạt, nói chung là chỉ sử dụng được khi đạt được level 10 nha. Rồi ok. Mình muốn nhập mã thì mình phải lên level 10 nha mày, phải lên level 10 thì nó mới có tính năng nhập mã anh em nha. Rồi, vì vậy nên tiếp tục mình sẽ đi chiến đấu anh em nha. Rồi, anh em phải lên level 10 thôi anh em ơi. Rồi ok nha. Đấy. Anh em thấy không, mình có hướng dẫn cho đem chi tiết nha. Đấy, cách nhập mà nói chung là cách dịch những cái từ nào mà nói chung là nó xuất hiện rồi nó mất á. Đấy. Kiểu vậy. Là anh em kéo cái đó lại ngay cái nút nhấn đấy. Rồi anh em vừa nhấn vô cái kia chữ cái này vừa hiện lên, anh em nhấn vô chữ dịch liền nha anh em ơi. Là nó sẽ dịch anh em nha. Đấy. Rồi ok. Ở đây là mình cũng đang tăng tốc độ lên gấp 2 lần. Rồi đây ít 2 lần nữa thành này ít 4 lần rồi anh em nha. Là nó nhanh lắm rồi đấy anh em ơi. Nãy nhanh lắm rồi. Đối với mình là nó nhanh lắm rồi anh em ơi. Đấy. Rồi tiếp theo đi. Thì mình sẽ làm một số nhiệm vụ anh em nha. Nãy mình hy vọng thì sẽ sớm lên level 10 anh em nha. Nãy lên level 10 để làm gì? Chắc chắn rồi, lên level 10 để nhập mã code đồ anh em nha. Nãy. Rồi ok. Tiếp theo đi tiếp. Biết chân nào lên level 10 rồi. Chắc lâu quá trời. Mình sẽ đợi dành kỹ năng nha, mình sẽ đợi dành kỹ năng anh em ơi. Đợi dành kỹ năng chút nữa vô con boss nè. Đấy. Vô hết vô con boss anh em nha, mình sẽ vô hết vô con boss. Đấy, ok. Rồi, vô hết vô con boss là tôi vô hết vô. Đấy, rẹt rẹt rẹt. Rồi ok, nãy xong rẹt 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 đúng không anh em ơi, cố gắng vô mình em ơi. Nãy mình vô hai ải trước, vô ải thứ ba lại gặp con boss lại đấy, mình khảy liền anh em ơi cho nó nhanh anh em ạ. Đấy. Trời mới level 3 à trời. Chừng nào nó lên level 10 vậy trời. Chắc là nó làm xong nhiệm vụ hướng dẫn gì đó thì nó sẽ mở cho mình thêm cái tính năng là càng quét ải anh em ơi, mình nghĩ thế đúng không? Chắc chắn sẽ có tính năng càng quét ải. Và sau khi có tính năng càng quét ải rồi thì mình sẽ lên level một cách nhanh nhất có thể. Đây mình sẽ đợi danh nha. Mình sẽ không sử dụng anh em nha. Mình sẽ không sử dụng. Mình sẽ đợi danh. Để vô ải boss nè. Rồi ok. Vô. Boss. Xong. Ok. Đấy nhanh gọn lẹ. Rồi ok nha. Level mấy rồi anh trai? Mới cái level 3 rử anh em ạ. 3 rử là nhiêu, là nửa thanh anh em ơi, nửa thanh ship đấy. Level 3 và thêm nửa thanh ship nữa anh em nhé. Trời phải tháp nhiều luôn đó trời. Nói chung là chắc là mình nghĩ là sau khi xong cái phần kia quá đúng không? Sau khi xong phần hướng dẫn tân thủ á thì mình sẽ lên được level 10 anh em ơi, mình nghĩ thế. Mình tăng kỹ năng lên nó đánh cho nó nhanh thôi nè mà. Rồi ok. Cho tí. Nó hiện cái chấm đỏ gì đây. À, thôi tăng kỹ năng này lên maximum đi. Vì sĩ cho cung thì thằng này cũng là một thằng tướng đấu sĩ luôn nè mày. Này tướng đấu sĩ. Đấu sĩ đỡ đòn luôn nè mày. Nó đứng đầu tiên mà. Rồi cái thẻ đây hình như là cái thẻ tệ hay một cái thẻ gì đó nè mày. Chờ tôi tí nha. Tôi nghĩ cái thẻ đó là cái thẻ tệ hay một cái thẻ gì đấy. Đây nè. Chắc chắn là thẻ tệ nạp luôn. Chắc chắn là thẻ nạp rồi. Nhận kim cương sau khi sử dụng. Đây là thẻ nạp nhân dân tệ em nha. Đây, thẻ nạp nhân dân tệ nè. Rồi, ok. Sử dụng luôn em nha.
soi được kim cương, chắc chắn là mình nghĩ là về sau cũng được tăng vip gì đó này mà. Nhưng mà chờ tí đi, hay là đỡ mình vô các rương này mình khám phá thử được mày nhá. Mình sẽ vô các rương này mình khám phá có thử, ai biết đâu nó cho mình liver sao đúng không mày. Đấy, ai biết đâu bất ngờ. Què điểm danh 7 ngày. Đây là mua bằng kim cương rồi. Tiếp theo, cái đây là cái gì đây? Một cái khuyến mãi gì đấy. Vậy sao đi vừa nhận được như vậy? Hay là về điểm danh ngày đầu tiên chắc luôn quá, đúng không? Không cần đấy, chuẩn không cần chỉnh luôn này mà. Đây là trốn kim cương rồi. Nói chung là tôi đang kiếm một cái thứ gì đấy nó có thể mà nó cho mình lên level này mà. Đây là cũng là quà online này. 3, 4, 5, 6, 7 ngày thứ bảy online mình nhận được thêm con hero này nha. Đấy, hero này là hero 4 sao anh em ơi. Hero có thú cửa rồi nha, quá tuyệt vời đúng không? Đấy, hero có thú cửa nha. Mình nghĩ là chắc là chỉ có kinh nghiệm thì chỉ có là đi ải thôi nè mày, chỉ có đi ải và càng quét thôi nè mày. Còn tính năng càng quét thì hiện tại nó chưa có này mà. Anh em thấy có cảm giác là nó bị delay không? Tôi là tôi có cái cảm giác đó đấy. Khi mình nhấn vô cái gì đó thì nó bị delay đúng không anh em ơi? Đây là què gì đây? Đây là thông báo thôi. Nhận què gì đấy. Rồi thôi mình đi chiến đấu đi nữa mà. Nãy giờ chắc tôi lên cũng được 2 liver nữa rồi. Tôi đứng mò cái nét tôi hy vọng mà nó mày, ai biết đâu đúng không nó mày, ai biết đâu nó tặng cho mình sao. Đây mình sẽ tăng keo lên một tí đi. Tăng gấp 4 lần đi, 4x2 là mấy? 4x2 là tăng gấp 8 lần rồi nè mà. Đấy là nhanh lắm rồi. Rồi dùng kỹ năng đi. Xong. Đấy, đánh rẹt xong đi, nhảy chứ đâu nè mày. Đấy. Nha, tăng ít 8 lần là tôi thấy ổn định rồi đấy nè mày. Đừng có tăng cao quá nè mày, tăng cao quá mất công rồi nè mày. Công nó lắc chứng cái gì nè mày. Rồi đây vô chiến đấu. Sẽ cố gắng anh em mày, cố gắng lên liver để nhập mẹ code anh em nha. Đáng lý ra những cái con game này nó nên phải để là nói chung là vô game là nhập mẹ code được liền đúng không mày. Đấy, nhập mà có được liền nhận được khuyến mãi này khuyến mãi kia rồi mở khó, ví dụ như có hero hay gì đó vân vân đúng không mày, thì mình sẽ được nhận thêm rất là nhiều. Đấy, nói chung là vượt ải nó sẽ nhanh hơn đúng không mày, so với bình thường. Đấy, so với mặc định vượt ải lâu phải cáp vào dù. Đấy, đây tự động đánh, tự động dùng kỹ năng anh em nha. Đấy, vậy thôi vậy cũng được. Mà quay iPad thì nó hơi bị chậm á, chậm kỹ năng anh em ơi. Rồi ok mà thôi vậy cũng được anh em ơi. Rồi ok. Rẹt. Liver nhiêu rồi? Mới liver 4.5 à. Chưa đến 5 giờ nữa mà mới có 4.5 à. Sau 5 giờ không biết ai hơn ai anh em. Giờ mới có 4.5 anh em ơi trời. Phải nói là phải cao bìu luôn á trời. Gì đây? Em đã cho mình vô một thanh gì đấy. Nhìn cái vị nó hấp dẫn anh em nhỉ, nhìn cái vị nó hấp dẫn đấy. Chịu hồi anh em nhé. Rồi. Từ từ nha. Cho tôi tí. Tại sao mình không quay 10 lần trong khi nó đang forward cho mình 10 ví này, mình quay 10 lần đúng không mà. Mình quay 10 lần đi. Thấy được con cá con tướng nào ngon thì mình nhận. Thấy được thêm con tướng ngon nữa đấy. Ok. Vậy thôi xịn. Rồi ok nha. Thì đây bây giờ mình sẽ
Đây mình vô đây đi. Đây nè, thấy tướng một tím này chắc chắn là hơn cái con kia rồi đấy. Đây mình sẽ up level nó lên luôn đi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ ra chiến đấu nè. Mình sẽ bỏ cái đồ hình mà những con tướng mới vào này nha. Rồi qua chương 2. Qua chương 2 hy vọng nó mở tính năng càng quét. Chưa mở tính năng càng quét anh trai ạ. Đây. Bỏ thêm con này vô, bỏ thêm con này vô. Rồi, đồ hình năm tướng anh em nha. Đấy, đánh cho nó nhanh. Dùng kỹ năng cho nó nhiều này mà. Đấy. Mục đích là như thế này mà. Đấy. Rồi ok nha. Đấy, mình sẽ cố gắng mình đi nha anh em ơi. Hay là bây giờ mình sẽ tắt video đi chắc. Mình nghĩ là bây giờ mình nên tắt video đi nha. Rồi sau khi mà mình đã đạt được level 10 rồi á, thì lúc đó mình sẽ bật video lên và mình sẽ nhập mẹ code và cho anh em coi các phần thưởng anh em nhỉ. Đấy. Mà thôi luôn. Quay luôn anh em ơi, thôi luôn nhé. Nói chung là lên level 10 đầu game mà bắt đi một đống mãi. Đã lên level 10 thì nó thiệt là nó lâu vá ca biểu đúng không anh? Công nhận rất là lâu đúng không anh? Tôi nói thiệt, công nhận là rất là lâu luôn. Tại sao nó có thể làm được như thế anh em nhỉ? Đúng không anh em công nhận không? Bình thường ưu đãi cơ mộng như đây. Thế là tôi đang chờ cái phần dịch anh em ơi. Nói chung là một cái phần gì đó, nói chung là càng quét ải hay cái gì đó này mà. Tại sao nó không có cái phần càng quét ải nhỉ? Đáng lý là nó phải có cái phần càng quét ải chứ. Càng quét ải lên level cho nó nhanh anh em ơi. Trời đây mà ngầu đi đánh từng ải cứ ải nó lên khúc, ải lên khúc là đi 3 4 ải nó mới lên một cái level trời. Lên level 10 tôi nói thiệt sao nó mệt mỏi chứ trời. Có sẵn đây tôi coi thử cái phần thưởng của mẹ code nó có gì nha. Mẹ độc quyền trung thu vui vẻ, mẹ qua beta công khai, mẹ qua người mới, độc quyền mã que độc quyền, hàng mã que đồ gì đây. Đấy. Rồi, ok. Hãy dùng kỹ năng lũ rét đi. Anh em nào thích coi kỹ năng á, nói chung thích coi hiệu ứng kỹ năng quá thì anh em có thể bật tính năng slow motion anh em nha. Là bật như thế nào? Thì ở đây nè. Anh em nhấn vào cái phần này. Đấy thì bây giờ ví dụ như đang nhảy cái tầng tầng đúng không anh em ơi, mình nhấn vào mũi tên đi xuống đi. Bật lên này anh em ha, nó chậm rơi lại đúng không ạ, chắc chắn rồi. Đấy, đó là tính năng slow motion anh em nha. Dành cho những anh em nào thích được coi, nói chung là coi hiệu ứng kỹ năng anh em ơi. Đấy, thích được coi hiệu ứng kỹ năng các thứ nha. Không, tới giờ mà nó vẫn chưa có tính năng càng quét ải luôn nè mà tu nó thiệt. Cây biết chân nào là level 10 trời. Chắc không phải là cái tầm quay video này chắc cũng phải là 30 phút cho đến 40 phút với anh trai. Anh em thấy tại sao nó biết tại sao nó lắc không? Nó cái giật không? Tại vì mình nói chung là tăng tốc độ trong game lên ấy. Đấy. Mà anh em tăng tốc độ lên gấp 10 lần thì nó cũng vậy nữa nè mày. Đấy. Mà mình đang quay game vào giờ cao điểm nữa. Đấy. Lên là cái tình trạng nó bị lắc như vậy nè mà. Thế nào giật cái lên level 10 thôi. Vẫn chưa lên level 10 nữa mà. Rồi ok thôi thì mình tắt video anh em nhé. Mình sẽ tạm tắt video đi. Để mình làm nhiệm vụ tân thủ nha. Làm nhiệm vụ tân thủ đến khi nào mà nó lên level 10 á, thì mình sẽ bật lên và tiếp tục mình nhập mẹ code vân vân cái thứ này nha. 2000 years later. Rồi ok và tôi đã quay trở lại rồi anh em ơi. Chờ tôi nói thiệt là phải nói là vãi cá biểu anh trai ạ. Đây tôi đã biết rồi anh em ơi. Đây đây là thành tựu anh em ơi nha. Ở đây là thành tựu anh em ơi, chờ tí để làm xong nhiệm vụ cái anh em chờ tí nha. Nói chung là nhận thành tựu thì anh em sẽ được tăng liver một cách nhanh nhất có thể anh em ạ. À, trời vã cá biu. Tôi nói thiệt. Ngầu cây liver mà nó lâu vã cá biu luôn anh trai ạ. À. Chờ tí nha. Rồi đây, vô thành tựu nè.
đây nha thành tựu anh em ơi. Rồi đây mình sẽ nhận thưởng này, đây là kinh nghiệm này, đấy, cái viên này là viên kinh nghiệm anh em ơi. Đấy rồi ok anh em thấy lên level 10 luôn anh em ơi, thu nốt thiệt. Đấy lên level 10 một cách nhanh nhất có thể luôn anh trai ạ. Đấy rồi ok, phải nói là vả cá biều. Rồi tiếp tục nha. Từ từ để mình nhận luôn cái thành tựu kia anh em ơi, cho nó lên level tiếp theo đi nhé. Đây đấy trời đấy, đây là kinh nghiệm nha anh em ơi, nó là kinh nghiệm đấy. Đấy anh em thấy không, trời tôi nói thiệt, phải nói là vãi cá biều, tại sao nó có thể lâu như vậy chứ. Rồi nha, nãy tạm thôi là vậy đi. Rồi thì bây giờ thì ở đây đây được tặng như đây 200 cái thẻ nạp gì đây anh em ơi, nhận thưởng luôn nha. Rồi tiếp theo là bây giờ mình sẽ vào đây nha, vào avatar rồi nhấn vào đây đúng không anh, đây nhấn dịch lại cho nó chắc nè, rồi nhập mẹ đổ thưởng nè. Rồi ok bây giờ mình sẽ nhấn vào mẹ về nha. Rồi mình lấy mẹ nè mày, đấy rồi mình sao chép nè, mình dán mẹ vào rồi nó đơn giản như vậy mà tu nó thiệt, mà ngầu mò miết từ nãy hầu sáng tới giờ nè mày. Cái phần mẹ này nó gửi vào thư thành công em nha, làm sao để mình biết là nó gửi thư thành công nha, à không đây nó không gửi thư nữa mà mình nhận quà trực tiếp anh em ơi. Kiểu hôm nay nó lắc nhưng mà từ từ đi, đây tôi giảm tốc độ nó xuống đi. Ở đây nhập mẹ code đừng có tăng tốc độ giùm cái anh em ơi, nhấn lần nó không chạy, nhấn hai lần anh em nhé. Rồi tiếp theo lấy tiếp mẹ code anh em nhé. Rồi ok tiếp tục lấy mẹ code như thế này. Nói chung là ở phiên bản này thì anh em có thể cày cuốc những cái thẻ nạp đúng không mày, nãy anh em thấy nãy giờ mình nhận thẻ nạp quá trời luôn đúng không mày, chắc chắn rồi. Nhận cái thẻ nạp trong cái rương anh em ơi, trong cái rương về nói chung là thưởng thưởng sao anh em ơi, thưởng sao đi ải đấy. Rồi ok nhé. Rồi ok để nhập xong dàn mẹ code như nào mày. Rồi thì bây giờ thì ở đây thì cái gói gì đấy nói chung nó hiển thị lên anh em ạ, chung cứ cái gì mà nó có chấm đỏ thì mình cứ nhấn vô nè nha. Đấy, ai biết đâu nó phổ rơi cho mình cái gì đúng không anh em ơi. Cái đây là phải tốn 50 kim cương để nhận được 80 thể lực anh em ơi, mà cái chính là nó không có tính năng càng quét này. Nó hiện tại nó chưa có tính năng càng quét này. Đấy đây lên level 10 nè, đây là quầy liver nè nha, đấy lên level 10 nhận thêm cái thể nạp nữa nè anh em thấy đúng ngon ngon đúng không anh em ơi, đấy rất là ngon nha. Đây lên level 10 nhận thêm nè, lên level 30, 50, 70 đồ gì nói chung rất là nhiều nữa nha. Đấy nói chung đấy theo móc về liver luôn anh em ơi, đấy nhận rất là nhiều thẻ nạp nha. Đây về liver nữa này, đấy nhận thẻ nạp nữa này, quá tuyệt vời cho. Đấy nói chung là cày cuốc nhận thẻ nạp và nó là rất là nhiều nha anh em ơi, cày cuốc nhận thẻ nạp rất là nhiều luôn. Đấy nhận được rất nhiều thẻ nạp nha anh em ơi, rất là nhiều thẻ nạp luôn. Dùng kim cương đổ cái này. Cái này mình nghĩ là chắc là cái phúc lợi đồ gì đấy. Ví dụ như ghép đủ những chữ này thì mình ghép lên những cái mảnh trứng vàng này mà. Ok. Rồi cứ cái gì nhận for free tôi nhận trước cái anh trai. Đây 40 vé này sử dụng luôn. Đây là về hoạt động hàng ngày. Rồi ok tiếp theo ở đây là về điểm danh đúng không, không thông báo anh em ạ. Rồi ok thì nói chung là game là đơn giản như vậy thôi anh em ơi, thấy thì cứ thế mà anh em vào game anh em chơi anh em trải nghiệm thêm anh em nha. Rồi ok và video này nó cũng xài lắm rồi, thì anh em nào có video đến đây rồi mà chưa biết những kiến thức cơ bản nhất về con game này là gì á,
thì anh em vui lòng tu video lại từ đầu giúp mình anh em nha. Rồi ok, và mình xin dừng video tại đây. Chúc anh em một ngày đều vui vẻ. Anh em nhớ nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye, chào anh em nha.